Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Blockchain Dream. Thì hôm nay chúng ta sẽ học bài học số 20 nói về chỉ số dòng tiền MFI. Thì chỉ số này cũng là một cái chỉ số rất là quan trọng mà bất cứ một trader nào cũng phải biết. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cụ thể về cái chỉ số này cũng như là cách ứng dụng nó vào cái việc trade để chúng ta có thể bắt đỉnh bắt đáy tốt hơn và chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định mua bán sáng suốt hơn trong quá trình đầu tư. Rồi, về cái chỉ số MFI là gì? MFI là viết tắt của Money Flow Index. Thì đây là cái chỉ số dùng để đo sức mạnh của dòng tiền ra vào thị trường. Thì tiền trong thị trường tài chính thì lúc nào nó cũng có tiền đổ vô hoặc là tiền lấy ra. Đó, tiền đổ vô càng nhiều thì thị trường nó tăng trưởng mạnh. Còn tiền lấy ra càng nhiều là thị trường nó đang có xu hướng suy giảm. Cái chỉ số này cũng có thể nói lên được cái xu hướng của thị trường. Thì như các bạn cũng có nghe là ví dụ như thị trường hôm nay là sau 24 giờ là bốc hơi 3.000 tỷ, nhiều quá. Sau 24 giờ là bốc hơi là 30 tỷ. Rồi hoặc là sau một tháng là bốc hơi 200 tỷ. Nó nghe rất là ghê. Nên là cái chỉ số này cũng có nói lên điều đó. Tức là tiền nó đổ vào thị trường nhiều hay ít, tiền ra khỏi thị trường nhiều hay ít, bốc hơi khỏi thị trường nhiều hay ít. Đó, chúng ta có thể quyết định được cái việc đầu tư của chúng ta. Thì cái chỉ số MFI này nó liên quan trực tiếp với cái chỉ số RSI. Thấy không? Liên quan trực tiếp với chỉ số RSI. MFI, còn đây là RSI. Chỉ số RSI này chúng ta học về trước rồi đúng không? Nhưng mà tuy nhiên thì chỉ số RSI này thì liên quan đến mức giá, dựa vào cái mức giá này. Còn MFI thì liên quan đến khối lượng giao dịch. Nó có hai điều này khác nhau. Nhưng mà tuy nó khác nhau một chút thế thôi, nhưng mà khi các bạn đem ra phân tích đánh giá thì các bạn có thể là kết hợp hai cái chỉ số này lại với nhau thì sẽ đưa ra cái kết quả đánh giá chính xác hơn. Đó. Hai cái công cụ này thường đi kèm với nhau nhé, MFI với RSI này. Rồi chúng ta qua cái công thức của chút. Cái công thức của nó đầu tiên là nói về cái mức giá tượng trưng. Giá tượng trưng thì bằng giá cao nhất, giá tượng trưng của một cái nến bằng giá cao nhất cộng giá thấp nhất cộng với giá đóng cửa thì chia cho 3. Đây chúng ta sẽ được cái giá tượng trưng. Đây là các bạn quay lại cái biểu đồ này. Thì MFI này nó nằm, nó là một cái bộ dao động thôi, nó cũng giống RSI vậy. Nó nằm ở dưới như thế này. Đó. Và ở trên đây là có những cái cây nến của chúng ta. Thì chúng ta tính giá tượng trưng của một cây nến thì sẽ bằng giá cao nhất cộng giá thấp nhất, rồi cộng với giá đóng cửa và chia cho 3. Đây. Thì sau khi chúng ta có cái giá tượng trưng này rồi á, thì chúng ta sẽ tính được cái dòng tiền, dòng tiền vào thị trường. Đó là dòng tiền á bằng với cái mức giá tượng trưng này nhân với khối lượng giao dịch. Thì các bạn có thể để ý rằng á, nếu như mà cái giá tượng trưng này càng cao á, ví dụ như volume giao dịch là nó không thay đổi nha, nó giữ nguyên, mà cái giá tượng trưng này càng ngày càng tăng á, thì biểu hiện rằng dòng tiền càng ngày càng cao. Cũng tương tự như vậy, giả sử cái này không đổi nhưng mà volume càng ngày càng tăng thì thể hiện rằng dòng tiền lúc này càng ngày càng tăng. Thì đó, qua đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái dòng tiền này tỷ lệ thuận với giá tượng trưng và khối lượng giao dịch. Thì cái dòng tiền này á, người ta chia làm hai phần. Thứ nhất á, là dòng tiền tích cực là positive money flow, và dòng tiền tiêu cực á, là negative money flow. Cái dòng tiền tích cực này á, được tính bằng, được hiểu là khi mà cái giá tượng trưng của cái nến hiện tại á, cao hơn giá tượng trưng của cái nến lúc trước. Ví dụ như giá tượng trưng của cái nến này nó cao hơn giá của cái nến này thì biểu thị rằng dòng tiền đang dương, dòng tiền đang tích cực. Đó, cũng ngược lại, giá tượng trưng của cái nến hiện tại mà nó thấp hơn giá tượng trưng của cái nến trước đó thì biểu thị rằng dòng tiền bây giờ là dòng tiền tiêu cực, dòng tiền âm, dòng tiền tiêu cực. Không có âm nhé, chỉ đó là tiêu cực thôi. Thì sau khi mà có được cái dòng tiền tích cực và tiêu cực rồi thì chúng ta sẽ tính được cái là tỷ lệ dòng tiền. Tỷ lệ dòng tiền này. Đó. Tỷ lệ dòng tiền này á bằng với
dòng tiền mà tích cực chia cho dòng tiền gọi là tiêu cực, thì chúng ta sẽ có cái tỷ lệ này. Rồi sau khi có cái tỷ lệ này rồi á, thì chúng ta sẽ tính được cái chỉ số dòng tiền là chỉ số MFI. Thì MFI bên này bây giờ nó bằng 100 trừ cho 100 chia cho 1 cộng với tỷ lệ dòng tiền. Thì cái công thức này á, thật ra các bạn cũng không cần phải nắm, không cần phải thuộc đâu, mà các bạn phải biết nó và hiểu. Hiểu là vì sao cái MFI nó lại vận hành ra cái quy luật như thế. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy này, đây là 100 trừ cho cái đám bên đây. Thì nhìn sơ qua thì chúng ta sẽ thấy giới hạn cao nhất của MFI là 100, tức là nó sẽ chạy từ 0 tới 100. Nếu như cái vế bên đây nó bằng 100 thì 100 trừ 100 thì sẽ bằng 0. Như vậy á, còn bên đây bằng 0 thì 100 trừ 0 là 100, thì chỉ số MFI này sẽ chạy từ 0 tới 100. Thì nó cũng tương tự như RSI thôi. Thì đây này, các bạn có thể để ý một chút nhé. Đây cái tỷ lệ dòng tiền này nè. Mà nếu như thị trường lúc đó chỉ có mua không, mà giá tăng liên tục, giá cứ tăng liên tục, thì có nghĩa là cái tỷ lệ positive này, tỷ lệ tích cực, dòng tiền tích cực này nó sẽ tăng hoài. Trong khi đó cái dòng tiền mà gọi là tiêu cực này này nó rất là ít, ít đến mức coi như là bằng không. Thì một số mà chia cho một số gần bằng không thì nó sẽ đi tới một cái số cực kỳ lớn. Tỷ lệ dòng tiền lúc đó cực kỳ lớn. Một số mà chia cho cái số gần như bằng không, tức là chia cho không, gần như bằng không thì sẽ mang về cái số là vô cùng lớn. Mà 100 mà chia cho vô cùng lớn thì nó sẽ bằng không. Lúc đó 100 trừ cho không thì sẽ bằng 100. Thì khi mà cái dòng tiền lúc này á, nó càng dần về không, nó càng dần về 100 á, nó càng dần về 100 thì có nghĩa rằng tỷ lệ dòng tiền lúc đó là chỉ có dòng tiền tiền dương thôi, tiền tích cực thôi, và giá tăng rất là mạnh ha. Càng về 100 thì giá tăng rất là mạnh và biểu thị rằng giá là lên đến đỉnh điểm ha. Cũng ngược lại ha, ngược lại, giả sử như dòng tiền này á, dòng tiền tích cực á, bằng 0 và dòng tiền tiêu cực thì càng ngày càng nhiều ha, thì không chia cho một số gì đó thì nó cũng bằng 0 thôi. Và số 0 mà thế xuống đây á, số 0 mà thế xuống đây thì 1 cộng với 0 bằng 0. 100 chia 1 thì bằng 100. 100 trừ 100 bằng 0. Thì có nghĩa rằng lúc này á, dòng tiền tiêu cực quá nhiều. Dòng tiền tiêu cực quá nhiều. Và chỉ số MFI này càng ngày nó sẽ càng dần về 0. Đó, các bạn sẽ nắm được cái điều đó. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái chỉ số MFI nó dao động từ 0 tới 100. Và càng dòng tiền càng lên cao và càng gần chạm tới 100 á, thì biểu thị rằng giá đã tăng đến mức đỉnh điểm và đến hồi cảnh báo á. Và cũng ngược lại, nếu mà dòng tiền nó giảm gần về 0 thì báo hiệu rằng đó là đáy rồi. Đó là đáy rồi. Trừ phi mà cái đồng tiền đó, cái loại đồng coin hoặc cổ phiếu đó là cổ phiếu rác hoặc cổ phiếu chết. Tức là cổ phiếu chết thì nó sẽ đi về 0 luôn và không còn dòng tiền vào thị trường nữa. Chứ còn nó là một cổ phiếu tiềm năng, cổ phiếu rất là ngon, thì khi mà nó dần càng dần về không này thì báo hiệu rằng cái xu hướng quay đầu rất là cao. Đó là cái điều chúng ta phải lưu ý tới. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái chỉ số này để xác định vùng quá mua quá bán của thị trường. Thì chúng ta có nhớ là RSI, cái vùng quá mua quá bán của nó là nằm ở cái vùng là trên 70 và dưới 30. Còn cái chỉ số MFI này á, thì cái vùng quá mua quá bán của nó là trên 80 và dưới 20. Hai cái vùng này được xác định bởi vì theo cái quy luật 80-20 thôi. Tức là dòng tiền mà chảy vào thị trường một cách ổn định bình thường thì nó sẽ rơi vào cái vùng từ 20 tới 80. Còn nếu mà nó vượt lên 80 thì báo hiệu rằng giá là tăng quá mạnh, dòng tiền đổ vào quá nhiều hơn. Dòng tiền đổ vào quá nhiều. Đó. Và khi mà giá nó giảm xuống 20 thì biết rằng dòng tiền đã thoát ra khỏi thị trường quá nhiều. Dòng tiền thoát ra khỏi thị trường quá nhiều rồi. Đó là cái vùng quá mua quá bán thôi. Và chúng ta sẽ áp dụng hai cái vùng này để xác định rằng chúng ta sẽ mua hoặc bán khi cần thiết. Các bạn nhớ nhé, hai cái vùng này là hai cái vùng rất là quan trọng. Các bạn phải nhớ con số 20 và 80 này đối với chỉ số MFI này. MFI này thì cũng có nhiều chu kỳ lắm. Thì ở đây là người ta dùng chu kỳ 14 này, 14 ngày. Đó.
thì chu kỳ đó để tính cho những cây nến này thôi. Ví dụ như 14 cây nến thì chúng ta sẽ có là chu kỳ 14 ngày. Rồi. Thì ngoài cái việc mà bắt đỉnh bắt đáy dựa vào cái vùng quá mua quá bán thì người ta cũng còn dựa vào phân kỳ ha, tính chất phân kỳ của nó. Phân kỳ này thường diễn ra ở đỉnh hoặc đáy của một xu hướng. Các bạn có thể lưu ý rằng khi mà dòng tiền đó, nó vượt quá 80 hoặc nó vượt dưới 20 thì các bạn cũng đừng có nên vội mua hoặc bán làm gì. Tại vì ở đây á, báo hiệu rằng dòng tiền đổ vào quá nhiều nhưng không có nghĩa là dòng tiền đã không đổ vào nữa. Ví dụ như nó lên tới 80, vượt qua 80 đúng không? Thì có nghĩa rằng dòng tiền đổ vào thị trường lúc này quá nhiều. Nhưng mà nó không có nghĩa rằng thị trường đã không có đổ vào nữa. Bạn hiểu không? Tức là nó chưa có dấu hiệu dừng lại, nó vẫn cứ tăng thôi. Nó vẫn cứ tăng. Đó, và dấu hiệu nó chậm lại, dấu hiệu dòng tiền đổ vào chậm lại khi nào? Đây các bạn có thể nhìn thấy bên cái này. Khi mà cái chỉ số MFI này nó vượt quá 80 này thì mức giá chúng ta đang ở đây. Và nó cứ tiếp tục tăng lên, giá tăng thì chỉ số MFI tăng. Thì đó như cái công thức lúc nãy đó, giá tăng thì chỉ số MFI tăng. Thì khi mà giá tăng lên đến đỉnh điểm và các bạn để ý rằng á ở cái mức vùng trên đây, giá nó tạo thành một cái đỉnh ở đây rồi. Nhưng mà dòng tiền á, thì càng ngày á, càng ít đổ vào. Dòng tiền còn ít đổ vào này á, có hai lý do. Một á, là giá giảm, nhưng mà ở đây á, giá nó không giảm mấy mà nó cứ ngang ngang nhau, nó cứ ngang ngang nhau, thấy không? Nhưng mà cái chỉ số MFI này thì giảm, thì có nghĩa rằng volume đã giảm, volume đã giảm nhé. Đây, volume này giảm, thì các bạn sẽ thấy được rằng mức giá ngang nhau nhưng mà cái chỉ số dòng tiền khúc sau này nó lại thấp hơn khúc trước, thì biểu thị rằng dòng tiền đổ vào thị trường đã giảm đi rồi và cái xu hướng rất là cao là ở đây là đỉnh ha. Thì nó sẽ tạo ra một cái MFI phân kỳ ở đây, tức là đỉnh sau bằng hoặc cao hơn đỉnh trước, đỉnh sau này chỗ này này bằng hoặc là cao hơn cái khúc trước đây, một đây là trong trường hợp này nó bằng này, nhưng mà dòng tiền thì lại thấp hơn, thì báo hiệu rằng giá có khả năng quay đầu rất là cao ở cái khúc này ha. Thì cũng tương tự như vậy đối với cái vùng mà ở dưới vùng đáy, thì các bạn có thể nhìn thấy này, dòng tiền lúc đó thoát ra khỏi thị trường rất là nhiều, biểu thị rằng chỉ số MFI nó càng giảm như thế này. Nhưng mà khi mà mức giá xuống thấp rồi nhưng mà chỉ số MFI á, thì nó lại tăng, thì tạo ra một cái MFI phân kỳ ở đây ha. Giá thì thấp hơn nhưng mà MFI thì lại cao hơn, thì đó biểu thị rằng á, giá là phân kỳ ở đây ha, và khả năng ở cái đáy sau này sẽ xảy ra đảo chiều rất là mạnh. Tí nữa qua cái phần thực hành với biểu đồ mình sẽ nói rõ cho các bạn phần này. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái MFI phân kỳ nữa. Đây này, thì cái này nó dùng tháng. Tháng. À, ngày nhỉ, ngày. Thì đây, ngày hôm, những cái ngày mà của cái đỉnh sau giá cao hơn đỉnh trước, nhưng mà cái chỉ số MFI á, thì nó giảm đi nhiều rồi. Thì biểu thị rằng cái đỉnh sau này là đỉnh rồi ha, đỉnh rồi. Đó, phân kỳ nó xảy ra này. Các bạn có thể áp dụng cái tính chất này vào cái việc bắt đỉnh nhé. Rồi qua đó thì chúng ta có thể là thấy được ở bên đây cũng vậy ha. Giá nó giảm này. Giá nó giảm nhưng mà MFI nó lại tăng lên. Giá giảm nhưng mà dòng tiền đổ vào thị trường đã nhiều lên rồi ha. Thì biểu thị rằng á, phân kỳ đã xảy ra và giá có khả năng quay đầu rất là cao ở cái đáy sau này. Đó. Rồi vậy chúng ta giao dịch với MFI như thế nào? Thì thường có hai cách giao dịch chính. Thứ nhất á, là người ta sẽ mua liền khi mà MFI nó vào cái vùng là quá quá bán, và người ta sẽ bán ra khi mà nó vào vùng quá mua. Đó, vùng 8 dưới 8 dưới 20 và trên 80 đó. Nhưng mà cái cách giao dịch đó thì thực ra cũng không hiệu quả lắm. Mà các bạn phải xác định rằng á, nó đi vào cái vùng quá bán này rồi. Mà khi mà nó đi vào vùng quá bán ấy, thì các bạn phải bật những cái công cụ phân tích hỗ trợ khác lên để xem coi, là cái vùng này là gọi là cái vùng mua tốt chưa, được chưa? Chứ còn không có thể là một công cụ mà chúng ta quyết định được.
Đó. Thì cái kinh nghiệm á, thì chúng ta sẽ bán ra. Chúng ta sẽ bán ra khi mà MFI đi vào và đi lên vùng 80 như thế này rồi. Và từ trên đi xuống và cắt qua trục 80 thì thường người ta sẽ bán ra ở đây. Thường người ta sẽ bán ra ở đây. Tương tự như bên đây ha. Khi nó đi từ trên xuống và cắt qua 80 thì người ta sẽ bán ra ở đây. Đó là một cái tín hiệu rất là chuẩn. Đó biểu thị rằng á, giá chắc chắn là quay đầu rồi. Không còn suy nghĩ gì thêm ha. Rồi để những cái người mà họ mà có cái tính chất là cái tính cách của họ là những người thích an toàn. Người thích an toàn và thích giao dịch là họ phải giao dịch. Họ đã giao dịch đó, là họ phải thắng 100%. Và người ta rất là chắc ăn, không thích mạo hiểm. Thì người ta có thể dùng cái công cụ MFI này với cái đường trung bình MA. Đó, và trung bình MA thì ở đây thì người ta dùng trung bình MA20 này. Thì có nghĩa là 3 tuần làm việc. Thì ở đây á, các bạn có thể nhìn cái biểu đồ nến. Ở khúc này á, cái mức giá của nó đã cắt qua cái đường trung bình MA20 và nó giảm xuống dưới MA20 thì báo hiệu rằng ấy, cái mức giá hiện tại nó là thấp hơn cái mức giá trung bình của 20 ngày vừa qua. Thấp hơn mức giá trung bình của 20 ngày vừa qua. Thêm theo đó thì cái chỉ số MFI lúc này nó lại đi xuống. Nó đi xuống như thế này. Thì người ta sẽ bán ra. Thì cũng tương tự như vậy. Người ta chỉ có mua vào khi mà giá cái đường trung bình giá giá nó vượt cao hơn cái đường trung bình và cái chỉ số MFI lúc này cũng tăng lên thì người ta mới bắt đầu mua. Thì có thể là họ họ áp dụng theo cách này, họ không có mua được đáy và đỉnh, họ bán được đỉnh không bán được đỉnh, không mua được đáy, nhưng mà người ta sẽ cũng thành công khi mà người ta ăn được cái khúc giữa từ từ đây tới đây, ăn được cái khúc giữa ha, từ đây tới đây hoặc là từ đây tới đây, người ta ăn được cái khúc giữa giữa như thế thì cũng coi như là thành công rồi. Đó, những người là thích chắc ăn chứ không có thích phiêu lưu mạo hiểm. Đây là tùy cái tính cách của từng người thôi. Ngày mai thì mình sẽ làm cái video nói về tâm lý trade. Ở đây là một cái video mà mình nghĩ là nó rất là quan trọng. Các bạn phải xem. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần thực hành trên biểu đồ để hiểu rõ hơn về cái công cụ này nhé. Ở đây thì để thêm cái công cụ MFI vào thì các bạn cũng tương tự thôi. Ấn vào cái nút này, Indicator, hoặc là ấn chuột phải. Rồi, vào Insert Indicator. Và các bạn gõ là Money Flow Index. Đây, Indicator. Thì các bạn sẽ nó sẽ hiện ra cái đây Money Flow Index Indicator, các bạn click vào đây. Đó, thì công cụ chúng ta sẽ hiện ra ở dưới đây. Thì mình sẽ chỉnh lại cái background cho nó cho màu trắng cho dễ nhìn một chút. Rồi mình tăng cái này lên. Đây các bạn có thể nhìn thấy nè. Đây là biểu đồ của đồng EOS trên sàn Bitfinex. Thì mình có một cái đóng góp nhỏ nhỏ như thế này, đó là các bạn khi mà dùng cái chỉ số MFI này thì các bạn nên dùng mấy nến ngày thì nó sẽ chuẩn hơn những cái nến khác ấy. Nến ngày ấy. Tại vì những cái nến khác ấy, nó nói sao nhỉ, mà thôi các bạn cứ cứ dùng cái nến ngày cho cái chỉ số này nhé, tại vì chỉ số này mình thấy dùng với những cái nến như 1 giờ, 4 giờ. 4 giờ thì cũng được, 1 giờ hoặc 30 phút rồi là nó không có đúng lắm. Đó. Đây nhá. Này các bạn có thể nhìn thấy này. Khi mà cái chỉ số MFI á nó vượt trên 80 rồi. Đây chúng ta sẽ có các mốc quan trọng là 20 20 80. Này, 20 là đây này, 80 này. Khi mà cái chỉ số này nó vượt trên 80 rồi thì biểu thị rằng á dòng tiền đổ vào thị trường rất là nhiều ha. Đổ vào thị trường rất là nhiều. Và có khả năng là đi lên rất là mạnh. Đó. Và nó cũng vào cái vùng gọi là vùng dòng tiền đổ vào rất là nhiều, gọi là vùng quá mua rồi đó. Quá quá mua này, khi mà
khi mà cái dòng tiền vượt trên 80 như thế này thì các bạn có thể thấy là mức giá của nó nằm ở đây ha. Nhưng mà khi mà volume nó càng ngày càng tăng này, các bạn có thể nhìn thấy đó, giá tăng mà volume nó lại tăng nữa thì cái chỉ số dòng tiền nó tăng theo cái công thức của chúng ta. Và người ta sẽ bán ra khi mà chỉ số dòng tiền tăng đến quá quá cao ha. Tăng đến quá cao. Tăng tới mà gần 100 như thế này á. Tăng đến gần 100 như thế này á, 98, 99 luôn rồi. Thì là đã là một cái mức giá rất là báo động ha. Một cái mức giá rất là báo động. Và không thể mà tăng chạm 100 được, không thể có cái chuyện đó được. Nên là các bạn phải lưu ý và biết. Và nếu mà ai mà ôm cái đồng coin tiềm năng mà nó tiềm năng đến đâu đi chăng nữa mà cái chỉ số dòng tiền mà nó đạt tới 98 như thế này thì các bạn cũng nên là bán ra đi là được rồi. Và để cái cách bán ra hiệu quả hơn nữa thì khi mà nó giả sử nó không chạm 100 mà nó chỉ có lên 80, 85 gì đó thôi mà nó đi xuống lại thì chúng ta sẽ bán ra khi mà nó cắt ngang qua trục 80 và nó đi xuống. Đó như thế này, cắt qua trục 80 và đi xuống như thế này thì chúng ta sẽ bán đâu nó được ở đây này. Đó. Ở đây chứ không phải là bán được ở đỉnh nữa. Rồi, cũng tương tự như thế ha. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ có là cái chỉ số dòng tiền khi mà nó vượt thấp hơn 20, thấp hơn 20 rồi đi xuống dưới đây. Thì đây là các bạn có thể nhìn thấy là một cái MP phân kỳ nó xảy ra ở đây này. MP phân kỳ này, các bạn thấy không? Mình thấy đó. Đây là các bạn có thể này thấy là giá, cái mức giá này ha, nó đi xuống và cái đáy sau này, cái đáy sau mức giá thấp hơn mức giá trước đây nhưng mà cái đáy của MFI á, thì nó lại cao hơn, là biểu thị rằng mặc dù giá đang có đà đi xuống nhưng mà dòng tiền đổ vào thị trường lúc đó là nhiều lên rồi. Mà dòng tiền đổ vào nhiều thì có nghĩa là giá sẽ tăng. Đúng không? Cái gì mà người ta mua nhiều thì giá sẽ tăng thôi. Người ta đổ tiền vào nó là giá sẽ tăng. Đó. Dòng tiền nó đổ vào thị trường càng nhiều thì giá sẽ tăng lại ha. Đó là một cái tính chất rất là quan trọng mà các bạn cần phải lưu ý. Là MFI phân kỳ. Rồi. Chúng ta cũng có thể là áp dụng cho rất là nhiều đồng khác. Ví dụ như chúng ta sẽ có cái đồng là ETH USD này đi. ETH USD. Đó thì nó cũng cái tính chất của nó cũng tương tự thôi. Ở đây này. Ở đây cũng có một cái phân kỳ xảy ra này. Này các bạn có thể nhìn thấy mặc dù á cái đáy, đây là một cái đáy đúng không? Cái đáy sau này. Cái đáy sau thấp hơn đáy trước như thế này. Nhưng mà MFI lúc này á, dòng tiền nó đã đổ vào thị trường và MFI nó lại tăng ha, thì tạo thành cái MFI phân kỳ. Thì khi mà phân kỳ này xảy ra rồi á, khi mà phân kỳ này xảy ra thì thường người ta sẽ quyết định mua vào khi mà MFI nó cắt từ trục không và nó đi lên như thế này, cắt từ trục không và nó đi lên như thế này. Đó. Nó cắt từ 20 nhé, mình nói nhầm, cắt từ dưới cắt lên 20 và đi lên như thế này thì khả năng cao ở chỗ này là đáy. Đó, và thực tế là người ta sẽ mua vào như thế này ha. Bạn cũng có thể áp dụng cái chỉ số này để bắt đáy rất là tốt. Rồi, còn khi mà lên tới đỉnh thì sao? Khi mà lên tới đỉnh nè. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy nè. MFI này á, nó vượt trên 80 rồi. Dòng tiền đổ vào rất là nhiều rồi ha. Vượt trên 80 nó đi xuống thì đúng ra thì theo theo như là chỉ số này á, thì chúng ta sẽ quyết định bán ra, chúng ta sẽ quyết định bán ra khi mà MFI nó cắt xuống đường 80 như thế này là chúng ta sẽ bán ra ở đây. Nhưng mà các bạn nhìn trên biểu đồ thực tế á, thì khi mà chúng ta bán ra ở đây á, thì chúng ta đã bị bán hố rồi, tại vì giá nó còn tăng lên nữa ha, giá nó còn tăng lên nữa. Và khi do đó khi mà các bạn quyết định bán ra ở một điểm này á, thì các bạn phải xem những cái chỉ số khác ở cái xu hướng giá đó, xem những cái khác để xem là việc bán ra ở đây á, là đã đúng đắn chưa.
Đó. Và khi mà cái giá nó cứ tiếp tục tăng như thế này, giá tiếp tục tăng như thế này, nhưng mà dòng tiền nó lại giảm như thế này, thì biểu thị rằng cái mức giá tăng này á, tới một lúc là nó sẽ là đỉnh ha. Lúc nào nó sẽ đỉnh chứ nó không có, nó sẽ quay đầu, tới một lúc nào nó sẽ quay đầu chứ nó không có tăng mãi mãi được, tại vì dòng tiền nó giảm như thế này mà. Đó, thì đỉnh sau này cao hơn đỉnh trước, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được rằng á, đỉnh của MFI á, lúc này nó lại giảm, thì cái đỉnh sau này á, khả năng cao đó là nó sẽ quay đầu ha. Nó sẽ quay đầu. Rồi, đây là cái đồng ETH, loại đồng coin mà đứng thứ hai trong bảng xếp hạng giờ này ha. Thì là cái vùng giá của nó này, hiện tại á, hiện tại cái mức giá hiện tại nó đã quay về cái mức giá của một năm về trước. Đây là tầm 290. Thì các bạn cũng nên biết rằng đồng ETH này là một cái đồng coin rất là tiềm năng, đồng coin rất tiềm năng. Nó ứng dụng công nghệ smart contract, hợp đồng thông minh, và nó được xem như là công nghệ blockchain 2.0 rất là mạnh. Và mình có một cái lời cho những ai mà yêu thích ETH, đó là ở đây nè, các bạn có thể nhìn thấy được rằng mới những ngày gần đây ha, ngày gần đây ETH nó giảm xuống 250, 250, và cái chỉ số MFI lúc đó nó quay về cái mức là 2. Ở cái khúc này là nó về là 1.75 này. Các bạn có thể nhìn cái con số bên đây này, con số bên đây nhé, 1.75, một con số là rất là thấp đó, thấp đến mức mà gần như bằng không. Đây, gần như bằng không luôn. Thì báo hiệu rằng ha, báo hiệu rằng giá của ETH đã về đến cái mức là quá thấp. Và đây khả năng cao, rất cao ha, đây là đáy. Cao, rất cao, đây là đáy. Và thêm nữa, các bạn cũng có thể thấy là giá nó đã tăng lại ha, giá nó đã tăng lại khi mà chỉ số này quay về đấy quá thấp. Và giá nó tăng lại. Và theo cái xu hướng của thị trường thì giá nó sẽ quay về, nó test lại cái vùng này ha. Cái vùng tầm 250 đô này. Đó, cái mức đó giá nó bị xả về 250, thì giá nó sẽ quay về nó test vùng này. Và khi các bạn có thể thấy, khi mà giá nó, nếu mà nó quay về đây thêm một lần nữa, thì cái chỉ số MFI nó cũng không thể mà thấp hơn được, thấp hơn được cái mức mà một này đâu, cái mức mà thấp này đâu. Giả sử bây giờ nha, các bạn có thể nhìn thấy này, bây giờ mức giá nằm ngay đây rồi, nó gần về tới 250 rồi, mà nếu mà có về tới 250 thêm một lần nữa thì cái chỉ số MFI này á, nó cũng không thể mà thấp bằng cái MFI này, nó sẽ cao hơn, nó nằm đâu đó đây này, nó nằm đâu đó ở đây. Thì khi đó các bạn phải biết rằng á, lúc này á, giờ mình vẽ nhé, mình vẽ thêm cái chỉ số MFI, lúc này giả sử giá giảm xuống đây thì MFI lúc này nó quay về đâu đây này, rồi sau đó nó lên lại một chút ha. Thì lúc đó cái mức giá của chúng ta nó sẽ về đây, thì lúc đó chúng ta sẽ có là MFI nó phân kỳ nằm ở đây. Nếu mà MFI phân kỳ xảy ra như thế này trong vài ngày tới thì các bạn phải biết rằng, đây là mình nói cho những cái bạn mà yêu thích ETH nha, còn những bạn nào không quan tâm ETH thì thôi. Nếu mà giá quay về đây tầm 280 đâu đó và MFI nó như thế này, thì các bạn phải biết rằng á, ETH là một đồng rất là tiềm năng và nó là một cách mạng công nghệ blockchain. Nên nên những ai yêu thích ETH thì liệu tình hình mà ôm đi ha, chứ không còn cái cơ hội nào nữa đâu. Đó, cái mức giá 200 mấy là cái mức giá là quá thấp, không thể tưởng tượng, là mình không có nghĩ là nó về thấp cái mức này đâu. Mình dự đoán thì nó về tầm 320 là cao lắm rồi, về đây này. Về 320 là cái mức mà mình không thể dự đoán nó thấp hơn nữa, mà không ngờ nó xuống 250 ha, xuống quá kinh khủng. Và khi mà các bạn thấy được rằng giá nó xuống liên tục, giá nó xuống liên tục bằng những cái nến Maremmo dài á, thì nó sẽ có cái đà giảm xuống rất là mạnh ha. Gọi là momentum đó, các bạn cũng nên tìm hiểu về nó, cái từ momentum ấy nhá, từ này này, momentum này. Đó. Bạn cần phải tìm hiểu thêm cái này để biết được rằng giá nó giảm mạnh thì nó sẽ giảm mạnh hơn nữa, còn giá nó mà tăng thì nó tăng mạnh hơn nữa.
là một cái rất là hay mà các bạn cần lưu ý. Đó, những ai yêu thích ETH thì mình nghĩ đây là một cái thời điểm rất là tốt để mà mua rồi. Mình chỉ là đóng góp ý kiến thôi nha, chứ các bạn đừng có lấy cái mình ra mà các bạn mua rồi rồi giá nó lỗ rồi lại bảo. Thật ra theo quan điểm của mình đó, các bạn đầu tư các bạn đừng có nóng vội. Các bạn nóng vội là các bạn chết ngay. Các bạn phải, người ta ví dụ như trong lĩnh vực chứng khoán hoặc là bất kỳ cái lĩnh vực đầu tư nào thì trong vòng một năm á, như ông Warren Buffett đi, trong vòng một năm mà ông chỉ cần lời 25% thôi là đã rất là thành công rồi ha, rất là thành công rồi trong vòng một năm nhé. Mà các bạn mua ngày hôm nay mà ngày hôm sau bạn thấy nó giảm một chút đó, và hoặc là bạn mua ngày hôm nay nhưng mà bạn thấy tháng sau bạn chưa lãi gì cả mà bạn sợ, thì bạn là một mẫu người của sự thất bại hơn. Thật ra thì cái việc đầu tư này cần rất là nhiều kiên nhẫn. Đó, bạn mua ETH ở lúc là giả sử giá bây giờ đi 290. Đó, chỉ cần có một cái gì đó thôi, năm sau một mình không tin rằng một năm sau giá ETH vẫn còn ở cái mức 290 như thế này. Giá ETH bèo bèo cũng phải lên 1.000 đô. Thôi thì mình chúc các bạn là đầu tư thành công và có nhiều thương vụ là kiếm được thật là nhiều tiền nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui.